vô cùng sảng khoái, chết tiệt quá xá đã. Nương nương không dám tin bản thân mình, lại nói ra những lời như thế, nghĩ rằng nhất định là Giang Bong Hoan đã đánh thức bản tính của mình. Tiếp đó lại nói một câu, người phụ nữ điên rồ. Tâm tình tốt quá. Chết tiệt. Đồ chó má. Lượn đi cho khuất mắt ta. Tiếp đó là đến Thái hậu xin rồi, vì lan truyền tin đồn thất thiệt làm tổn hại đến danh dự hoàng thất, còn ám sát hoàng hậu trong bóng tối, bị giam giữ vào lãnh cung. Hoàng thượng cũng đã thu thập đầy đủ chứng cứ về các tội thần, bắt toàn bộ dư đảng của Thái hoàng Thái hậu lại. Sau này ngài ấy không còn là một ông vua bù nhìn nữa, mà là một vị minh quân thật sự. Giang Bong Hoan nhìn thấy cuối cùng thì hoàng thượng cuối cùng cũng làm được rồi, vui mừng mà rơi nước mắt. Lúc này cảnh sát cũng đuổi đến nơi, đem nguyên nhân sự việc tất cả đều nói với anh ấy, nói anh ấy đã cung cấp đoạn video giám sát cho cảnh sát, khiến người xấu bị pháp luật trừng trị. Giang Bong Hoan vội vã đi tra xét trên máy tính, mới biết được vận mệnh của hoàng thượng đã được thay đổi, đồng thời vận mệnh của bản thân anh cũng thay đổi rồi. Lúc này nương nương và hoàng thượng đi đến bên bờ hồ,